Khắc Ngọc, từ chàng trai bị huấn luyện viên Mưu ra hát hủi tới tiền vệ hay nhất đội tuyển Việt Nam. Hồ Khắc Ngọc, tân binh của huấn luyện viên Park Hang-seo, đã trưởng thành và tiến bộ vượt bậc sau khi bị huấn luyện viên Mưu ra loại khỏi đội tuyển Olympic Việt Nam năm 2014. Trước khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội, Hồ Khắc Ngọc từng được huấn luyện viên Toida Mưu ra triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 17 năm 2014. Tuy nhiên sau đó anh đã bị huấn luyện viên người Nhật Bản loại vì chưa đủ chuyên môn. Kể từ đó cho đến nay Khắc Ngọc chưa có vinh dự được khoác áo đội tuyển. Hồ Khắc Ngọc, huấn luyện viên Mưu ra, huấn luyện viên Park Hang-seo, Sông Lam Nghệ An, đội tuyển Việt Nam. Hồ Khắc Ngọc được đánh giá là tiền vệ hay nhất đội tuyển Việt Nam hiện tại. Tại V-League 2017, Khắc Ngọc đã ra sân 22 trên tổng số 26 trận của Sông Lam Nghệ An, tương ứng với khoảng 1.815 phút. Trong thời gian này, anh tìm được 3 bàn thắng và 7 đường kiến tạo thành bàn. Các chỉ số chuyên môn khả năng đánh chặn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và đặc biệt đường chuyền quyết định được phần mềm Intat thống kê khẳng định Hồ Khắc Ngọc là tiền vệ xuất sắc nhất mùa giải 2017. Tiền vệ sinh năm 1992 là người không phổi của đội bóng xứ Nghệ tại thời điểm hiện nay. Khắc Ngọc luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, từ tham gia phòng ngự, đánh chặn hay thu hồi bóng, anh đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ngoài khả năng phòng ngự thì Khắc Ngọc ngày càng hay trong vai trò kiến tạo, những đường chuyền thông minh có điểm rơi vào thẳng trung lộ đối phương. Hồ Khắc Ngọc luôn khiến hàng phòng ngự đối phương phải rơi vào trạng thái báo động mỗi khi anh dâng lên tấn công. Chỉ cao 1m67, nặng 60kg nhưng Khắc Ngọc sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng ban chuyền tốt và đặc biệt, cầu thủ này có tốc độ xử lý bóng rất nhanh. Tân binh đội tuyển Việt Nam là mẫu cầu thủ thi đấu đơn giản, không quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Tiền vệ này thường xuyên có những cú ná đại bác tầm xa hay sút phạt có độ khó cao. Nhiều chuyên gia nhận định Hồ Khắc Ngọc là phiên bản hoàn hảo mà Lương Xuân Trường vẫn đang cố đạt đến. Không quá nếu nói cầu thủ 26 tuổi này chính là tiền vệ hay nhất đội tuyển Việt Nam hiện tại. Khắc Ngọc cũng chính là cầu thủ chơi hay nhất của Sông Lam Nghệ An. Tại AFC Cup 2018 và giúp đội bóng xứ Nghệ có được ngôi đầu bảng S ở sân chơi này, sự nổi bật của Khắc Ngọc được AFC hay tờ Fox Sports Asia đánh giá rất cao. Tờ Goalcom phiên bản châu Á thậm chí còn bình chọn Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ hay nhất châu Á tháng 2 năm 2018.